Một thông tin vui cho nhà vườn ở miền Tây Nam Bộ đó là Cục Bảo vệ thực vật Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết sau hơn 5 năm đàm phán thì Bộ Nông nghiệp Mỹ vừa thông báo chính thức cho phép nhập khẩu quả bưởi tươi của Việt Nam. Như vậy, bưởi tươi của Việt Nam là loại trái cây thứ bảy của nước ta được phép xuất khẩu chính ngạch vào thị trường Mỹ. Sau các loại quả như xoài, nhãn, giải, thanh long, chôm chôm và vú sữa, Bên cạnh đó, một số loại trái cây khác như dừa, sầu riêng vẫn được xuất khẩu sang Mỹ, nhưng dưới dạng sản phẩm đông lạnh. Mỹ là thị trường có nhu cầu tiêu thụ lớn về trái cây, lên tới 12 triệu tấn mỗi năm. Sản xuất trái cây tươi nội địa của nước này hiện chỉ đáp ứng được 70% nhu cầu, 30% còn lại phải nhập khẩu.